chào quý vị và các bạn. Mùa hè đã đến rồi. Mùa hè đến thì sẽ có rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở nhiều nơi. Vậy thì các em nhỏ sẽ đi đâu làm gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như là những mong ước của các em về một mùa hè mà các em yêu thích nhé. Cả nhà Hiếu Hiền xin chào tất cả mọi người. Về cái công việc riêng của gia đình Hiếu Hiền thì mỗi một năm thì một năm nào cũng như năm đó thì gia đình lúc nào cũng bận rộn với những cái show diễn, không chỉ ở Sài Gòn, không chỉ ở trong nước và có khi là bay ra nước ngoài nữa. Tuy nhiên những cái chuyến đi như vậy thì đa phần là công việc là nhiều và mình lại không có thời gian để mà mình đi đây đi đó để mà mình được chiêm ngưỡng, mình được tận mắt nhìn thấy những cảnh đẹp của những cái nơi mà được đến. Đó là một cái điều thiếu sót rất là nhiều và nói chung là công việc mình phải chịu thôi. Nên làm hoài, lâu lâu phải cho vợ con đi chỗ này chỗ kia chơi một chút. Chứ để vợ con cứ quay quần ở nhà hoài, anh biết là nhiều áp lực lắm á. Thấy chưa, mới nói sơ sơ rồi đã trách nhẹ mình. Áp lực hả? Chứ sao? Dạ, đợt này muốn đi du lịch Thái Lan hả? Ba con thấy ba đi quay hoài. Ba sắp xếp thời gian, ba dẫn con với lại mẹ với em đi qua Thái Lan chơi nha ba. Tại sao thích đi Thái Lan? Dạ tại vì Thái Lan có nhiều voi. Có nhiều voi. Chùa. Nhiều chùa. Con thích nhất là có mấy khu vui chơi cho trẻ em. À, mấy khu vui chơi cho trẻ em. Mấy cái chỗ mà đu quay lớn, quay ào vòng vòng rồi trượt nước rồi nọ đúng không? Con thích điều đó phải không? Rồi, bây giờ thì cả nhà mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian để mình sẽ đi du lịch Thái Lan. Yeah! Xin chào tất cả mọi người. Công việc hàng ngày của mình thì rất là bận rộn. Nhưng mà vào dịp nghỉ hè này của con gái thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đưa hai mẹ con đi du lịch. Con thích đi chơi Úc. Ở bên Úc có nhiều cảnh đẹp và con thích trò chơi nhất là trò chơi trực tuyến. Công việc của mỗi người trong xã hội ngày nay thì thực sự rất là bận rộn. Và đôi khi chúng ta sẽ không có thời gian dành cho bản thân mình và những người xung quanh, và đặc biệt là con cái của mình. Thì thông qua chương trình hôm nay thì mình cũng muốn gửi đến mọi người, những bậc làm cha làm mẹ, hãy lắng nghe tâm tư của con, tình cảm của con, hãy cho con những thời gian quý báu của mình. Bởi vì không có một món quà nào giá trị và ý nghĩa nhất bằng việc chúng ta dành thời gian cho con. Mùa hè này ba sẽ dành cho hai mẹ con một sự bất ngờ nè. Ba sẽ tặng cho hai mẹ con một cái món quà đặc biệt, đó là đi du lịch nước Úc nè. Dạ, xin chào mọi người, con tên là Khánh Ngoan, hiện đang học trường Hòa Bình. Kết quả thi của con vừa rồi là được điểm xuất sắc. Vào hè năm nay con muốn ba mẹ dẫn cho con đi một chuyến du lịch ở tại nước Úc. Đây con đã đi rồi nhưng mà con vẫn thích đi lại. Ở đó thì thời tiết rất là mát và giao tiếp cùng mọi người, con rất mong ba mẹ cho. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thanh Vinh. Mình học trường Trần Đại Nghĩa. Cũng đã kết thúc một năm học rồi và cũng đã đến kỳ nghỉ hè. Mình rất mong được đi du lịch Hàn Quốc cùng với cả nhà. Ba và mẹ đã book vé máy bay cho mình và mình sắp được đi du lịch rồi. Ba mẹ ơi, mùa hè tới rồi, gia đình mình cùng đi du lịch thôi. Gia đình mình là số 1. Yeah! Thông qua clip này, chúng tôi hy vọng rằng quý vị phụ huynh sẽ dành chút ít thời gian lắng nghe những mong muốn của con em mình và có thể đồng hành với chúng tôi trong chương trình Vào Hạ Tỏa Nắng Yêu Thương, được khởi động từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018 để mang đến những điều tuyệt vời nhất cho con em của mình trong mùa hè này. Du lịch Việt, Vào Hạ Tỏa Nắng Yêu Thương.